ឆ្លៃអភិបាលខេត្តកណ្ដាលបានអំពីឌីលដល់យុវជនទាំងអស់ត្រូវតែចាប់យកនៅឱកាសនៃមុខជំនាញណាមួយដើម្បីប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនឯងជាការឆ្លើយតបនៅការប្រឹងប្រែងរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រគល់ប្រជែងក្នុងតំបន់ ឯកឧត្តមកុងសោភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តកណ្ដាលក្នុងទិវាជាតិអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈលើកទី6ឆ្នាំ2021ក្រោមប្រធានបទធីវេតផ្ដល់ជំនាញនិងការងារសំរុំការពីម្សិលមិញបានបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននិងកំពុងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងលើការអភិវឌ្ឍវិស័យការងាររួមទាំងការបង្កើតការងារការពង្រឹងភាពសុខដុមរមនានៃទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈព្រមទាំងជំរុញការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាល
cốt này ca nghĩa bằng cam vị thi bằng đầu bằng đa chùm niên từ bàn cỏ xuống ca nghĩa riêng trong ở miền phía bọt bán sắp tam sở thân ở phía trẻ đáy như bọc là chiếc bộ rốt nông tùm rung chia rẻ bên lấy nâng rẻ bên vén tăng nông bỏ bọn nâng cao bỏ bọn hai ai thua láng nơi tam cử thân sắc xá xạ kia xạ cúm nâng đau trả lạc đầm bây bằng cát ở miền bỏ bọn ai cực hiếp ai chlông từ một bàn đời nghỉ xưa nâng bạc ở cá ai ai thua ca xâm ra chất sắc xa nửa bê ná tí cực này ná nâng vị thí ná của bán sắp tam sở thân ở phía trẻ đáy như bọc là chiếc bộ rốt mà nẹ đầm bây cho ruông xâm ra ở bán chạc hộ bị say rồi bỏ rị rốt tháp bị bà Campuchia Lục trở rằng nà rí, nì dụ vô chiếc thàn chiếc bè hụ bà chạy kể tế đầy chú xanh bàn ở đường thá. Vô chiếc thàn ní miên cầm rất nây cao bằng đồ bằng đá, cầm rất bạ rìa bát vi sạ bạ có buôn chân em. Thân ạ, xa nhà bát chôn kapu bà chạy kể tế. Bạ rìa bát rống, bì chân em. Thân ạ, xa nhà bát bà chạy kể tế nâng vô chiếc chư vẹ. Miên bây cầm rất muối bì bấy, mùi chân em không mùi cầm rất. Thân ạ. Vì vậy, bọn bạc với chiếc chữ vẹn rồi dạy về buôn khái nâng mùi sắp ở đá. Lơ cầm rạch chùm niên đôi chìa chùm niên ạ kích ní. Bạc rạch khá trở trẻ, xâm nông xì vớ bò đồ miên với chía. Dân tật xa, rụt dân, bạc sổ bét, bét sát nâng phía xa ông lê chị đàm.